Cũng khá lâu mình không ngủ ở lán rồi. Thì mình hôm nay mình ngủ đây thì mình phải kiểm tra chăn chiếu các kiểu xem là nó có rắn rết gì nó chui vào trong đấy ngủ không nhá. Mình vừa mới ngủ dậy đây. Thời tiết rất là lạnh đây, mình phải mặc thêm cái áo ấm này rất dày đây. Tí nữa mình sẽ sửa lại cái lán của mình nhá. Đây là bữa sáng của mình này. Mình luộc khoai để ăn sáng này. Khoai lang của mình đã chín đây. Mời mọi người cùng ăn sáng với mình nhá. Đây mình sẽ dùng loại lá cây này này. Lá cây rừng thì nó không có gai, mình sẽ dùng để mình làm cái tường của cái lán nhá. Đây là cái bãi vật liệu mình vừa đi thu gom về đây. Thì bãi này là toàn lá cây rừng này. Mới lại cái nứa để mình cố định và mình làm thành cái tường cho cái căn nhà của mình đây. Căn nhà mình chưa có gì, bây giờ mình sẽ dùng cái số lá cây này này. Mình làm thành cái nhà bằng lá nhá. Toàn bộ bằng lá cây rừng hết nhá. Đây là cái mặt sàn ngôi nhà của mình này. Nó chiều dài là 3 mét rưỡi này. Mái ra ngoài này này. Chiều rộng thì từ bên này sang bên này là 3 mét nhá. Còn cái mái này là mình làm bằng cái ranh nứa đây. Mình bổ nứa, mình đập ra xong mình đan lúc tươi thì nó rất khít này. Bây giờ khô rồi thì nó hở thế này nên mình quyết định là làm cái tường dưới của ngôi nhà đây. Bốn mặt tường của ngôi nhà này mình sẽ làm bằng vật liệu là lá cây rừng tự nhiên nhá. Đây. Mình đã làm xong vách này, bây giờ mình sẽ xuống chuyển vật liệu đây. Đống vật liệu của mình đây, toàn lá cây rừng đây, bây giờ mình sẽ chuyển lên để mình bắt đầu mình đan vách tường nhá. Thank you.
Đây, sau một ngày xây dựng đây, ngôi nhà của mình đã xong đây. Trên này là vách nứa này, dưới này là tường bằng lá đây. Ngôi nhà này thì mình làm hai cửa sổ nhỏ thôi nhá. Đây, cái này không dùng có thể lấy dạt vào được này. Không dùng mình có thể dạt khóa vào được thế này này. Bên này nữa mình chỉ làm hai cửa sổ nhỏ thôi. Cái này đến mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát nha, cái nhà của mình đây. Nhà lớn mình đã làm xong nhá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục làm cái nhà bếp nhỏ nhỏ đây, cái bàn ăn của mình đây. Bếp mình đây, bề mình sẽ làm cái máy cho nó nhá. Đây, mình đã làm xong cái khung của cái nhà bếp đây. Rất đồ sộ đây. Trời đang mưa phùn nhá. Bây giờ mình sẽ lập cho cái nhà bếp của mình luôn nhá. Quét qua và mình sẽ chuyển đồ lên trên này nhá. Đây, mình làm xong hết rồi đây. Đây mình dùng cái cây cây cọ đất này để lấy cái lá của nó về làm nhà đây. Cây này cái đặc tính của nó là nó lá nó khô, nó vẫn thẳng thế này, nó không co vào nhá. Cây này như cái lán của mình đây. Bây giờ nó khô cái lá và nó vẫn nguyên xí này, nó không bị tóp co vào đâu nhá. Đây, cái lán của mình đây. Mình đã quét sạch tí nữa mình sẽ lấy đồ vào này. Đây, tất cả đều bằng cây cọ đất này. Đấy, ngoài trời gió rất to nhưng trong lán của mình thì không thấy tí gió nào nhá. Đấy, ngoài trời đang gió và mưa phùn đây. Bắt đầu mưa phùn đây. Đây, lán mình không hề hững gì, gió chỉ lướt qua thôi. Rất chắc chắn này. Lúc đầu là mình tính là lấy cây nứa về làm tường làm vách, nhưng mà đây mình thấy không khả quan bởi vì cái mái của mình kia là mình dùng nữa đây. Lúc tươi thì nó rất xít nhau này. Nó gió nó khô cái là nó hở thế này này. Đấy, làm vách thì cũng không được tác dụng gì, thì mình quyết định là mình dùng lá cọ đất này mình làm đây, làm cả mái nhà bếp đây. Gần tối rồi, hôm nay trời mưa báo này, mưa phùn với gió báo ầm ầm này, mình sẽ đi về nhá. Về mình xin kết thúc video đây. Mọi người xem thấy hay thì like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người, chào mọi người.